Tập 6. Có phải quan hay không, phải đợi xét hỏi xong thì sẽ biết. Loại nô tỳ xáo quyệt này không dùng hình sẽ không nói thật. Phu nhân tha mạng. Lão phu nhân, việc này giao cho Phúc Phương xử lý đi. Phúc Phương nhất định sẽ tìm ra sự thật. Mang cái đồ này ra ngoài. Dân, đợi một chút. Lão phu nhân, ta tin rằng Thu Lâm là bị oan. Nhưng mà một da đầu bạc to gan như vậy tuyệt đối không thể giữ lại trong Bạch gia chúng ta. Đem nó ra ngoài đến 20 gậy, xong đuổi ra khỏi Bạch gia. Tam phu nhân, Tam phu nhân cứu con. Tam phu nhân, Tam phu nhân, người phải cứu con. Tam phu nhân, Tam phu nhân cứu con với. Tam phu nhân cứu con. Nhanh, đi nhanh. Tam phu nhân, Tam phu nhân. Đi, được rồi. Bây giờ con nói cho ta biết, để chúng thọ tới nay là do ai phụ trách giám sát nhà bếp? Cái này, nói đi. Làm cái gì mà cứ ngắt ngứ vậy? Có cái gì không dám nói sao? Là Thái Vy phụ trách giám sát nhà bếp. Sự việc lần này do con xuất trách, xin lão phu nhân trách phạt. Mẹ, lão nhị, vì trong nhà không phiền đến con ở bên cạnh nghỉ ngơi là được rồi. Lão phu nhân, có thể cho Dương Mai Hương con nói vài lời không? Con là chỉ muốn cầu xin cho Thái Vy à? Việc này Thái Vy thực sự sai, nhưng xin lão phu nhân để tình. Thái Vy đã kịp thời sửa chữa lỗi lầm, làm cho tân khách được hài lòng. Xin người dơ con tấm thẻ. Xin lão phu nhân nhân từ phạt nhẹ. Chính vì đã làm sai rồi sửa chữa, ta liền không truy cứu nữa, đúng không? Rõ ràng là canh tam thất đã biến thành mì trường thọ. Tuy là nó làm những cái này có thể che mắt bất khứa, nhưng cái này nói ra thật quá khó nghe đi. Mặt mũi Bạch gia ta để ở đâu chứ hả? Mặt mũi của ta để ở đâu? Lần này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua cho nó được. Phạt nó trong mật thất, quỳ 3 ngày 3 đêm, cũng để tự nó suy ngẫm lại bản thân. Mẹ, Thái Vy chỉ là một nữ tử yếu đuối, 3 ngày 3 đêm không phải là nặng quá rồi không? Thân thể cô ấy sẽ không thể chịu được. Sao hả? Vì gia con không đồng ý với quyết định của ta đúng không? Con không có ý này. Nhưng vị gia gần đây thường xuyên đối nghịch ta. Sao rồi? Có bây giờ không coi người mẹ này ra gì đúng không? Mẹ, con không có dám ý này. Con làm sao dám có ý đối nghịch với mẹ được chứ? Được, nói như vậy là nhị gia tán thành quyết định của ta rồi. Thái Vy phạm lỗi, tình nguyện chịu phạt. Thái Vy, nhị gia không cần nói nữa. Tâm ý của nhị gia Thái Vy hiểu mà. Thùy Mama, có thuộc hạ. Hình phạt của Thái Vy bắt đầu từ tối nay. Dân, người đâu? Có, mang nó đi cho ta. Dân, Thái Vy, Ngũ phu nhân, đi thôi. Dì gia, lão phu nhân có dặn dò, bất kỳ ai cũng không được vào. Xin dì gia đừng làm khó lão nô. Vậy ngươi cầm áo khoác này đưa cho Ngũ phu nhân. Lão phu nhân đã căn dặn, xin dì gia thứ lỗi. Sao hả? Bảo cô làm chút việc nhỏ này, các người cũng không làm được sao? Trong mắt các người còn có chủ nhân của ta nữa không? Tôi... Đi, mang áo khoác vào trong. Lão phu nhân có trách tội, ta sẽ chịu trách nhiệm. Dân, lão nô sẽ mang vào. một bữa tiệc chúc thọ tốt đẹp của ta. Cuối cùng vì con nha đầu Thái Vy đó làm cho điên đầu. Người đó xem ta sao có thể không tức giận được chứ. Lão phu nhân, người đừng tức giận. Người không phải đã phạt Thái Vy quỳ trong mật thất rồi sao? Chỗ đó vừa lạnh vừa ẩm ướt. Người đi truyền lệnh của ta. Sau này phòng bếp không cho phép làm mì song sắc. Nói ta không thích. Dân. Nhưng nô tỳ còn có một việc nữa không hiểu rõ cho lắm. Ngươi có cảm thấy ta tại sao lại tha cho Thu Lâm một con đường đúng không? Cái gì cũng không dám được lão phu nhân người. Tiểu Tâm này chỉ là một nha đầu. Nếu như không phải do Tam phu nhân sai khiến, ta làm sao to gan như vậy? Bất cứ ai cũng nhìn ra việc này do Thu Lâm làm. Nhưng nếu như nói đúng là do Thu Lâm làm, vậy ngươi nói xem Thu Lâm sẽ phải chịu phạt như thế nào? Điều này nô tỳ dám chắc, nhưng ít nhất cũng bị thất sủng là đương nhiên. Thu Lâm thất sủng đối với ta có chỗ nào tốt chứ? Kẻ được lợi là Phất Phương, nó liền có thể một mũi tên bắn trúng ngay đích, củng cố địa vị vị trí của ta ở Bạch Gia. Ta việc gì phải giúp cô ta tội nguyện chứ? Việc lần này đi làm rất tốt, ta sẽ có thưởng. Nếu hôm nay ai cũng cho rằng là Thu Lâm sai khiến xảo tâm hãm hại Thái Vy, ai cũng không nghĩ rằng việc này do ngươi làm. Tạ ơn phu nhân khen thưởng. Lẽ nào ta trơ mắt nhìn Thái Vy chịu khổ sao? Đây gọi là bảo vệ của ấy sao? Đức quý, Đức quý à, nhanh! Có việc cần ngươi phải đi làm. Việc gì à? Ngươi đến thì đúng lúc, canh giữ cả một đêm, ta sắp vào chốt rồi. Đến ngươi rồi, ta đi đây. Được, đi nhanh đi. Buổi tiệc chúc thọ hôm qua của lão phu nhân tuy có xảy ra một vài sai sót, nhưng xét tổng thể vẫn có thể chấp nhận. Trước đây ta đã từng nói, làm tốt thì luận công nhận thưởng. Việc của Mai Hương và Quế Cầm làm rất tốt, thưởng thêm 3 tháng tiền tiêu vặt. Tạ ơn phu nhân. Công việc giặt của Thu Lâm làm cũng rất tốt. Đáng tiếc không biết quản giáo hạ nhân, suýt nữa gây ra việc lớn, nên coi như lấy công bồi tội. Tạ ơn phu nhân. Xảo Tâm đi rồi, bên cạnh muội thiếu người hầu hạ. Lát nữa ta sẽ để thanh niên dẫn mấy nha hoàn tới để cho muội lựa chọn, hài lòng ai có thể giữ lại bên cạnh. Muội đã chọn Xảo Hồng sẽ hầu hạ mình. Tạ ơn phu nhân, không phiền người phải lo lắng. Nếu như muội đã quyết định rồi, ta không cần nhiều chuyện nữa. Phu nhân, việc gì? Có người vừa bẩm báo, nó tối qua sau khi Xảo Tâm chịu phạt xong là nhiễm phong hàn, sáng nay đã chết rồi. Nói ra, vận mệnh của con người do ông trời sắp đặt. Hôm qua hai người chịu phạt, một người vì chịu không nổi mà chết, còn người kia có dị gian nén mang áo khoác tới, cũng không biết là có đang chịu phạt không, hay là đang hưởng phúc đây. Tỷ nói sao? Dị gia lén đem áo khoác cho Thái Vy. Chắc chắn là do Hoàng Thái Vy lẫn nhân mà giở trò. Hay không vui Hoàng Thái Vy, đều do ngươi vào cửa, con ta mới chết. Ta sẽ không tha cho ngươi. Ta sẽ không tha cho ngươi. Nhà phụ đại nhân, sức khỏe người gần đây có tốt không ạ? Rất tốt. Nào, mời người dùng trà. Con rể, hôm nay ta tới là có một vụ làm ăn lớn, muốn cùng Bạch gia con hợp tác. Con có biết hiện nay thuốc kiếm được nhiều tiền nhất là gì không? Con xin người chỉ dẫn. Loại thuốc kiếm được nhiều tiền nhất bây giờ chính là thuốc phiện. Nha phiến. Giá của nó hiện nay cao tới mức con không thể tưởng tượng. Tam thất càng không thể so với nó. Bạch gia con ở Giang Sơn có tầm ảnh hưởng lớn, đất đai rộng lớn, nhân công dồi dào. Chỉ cần lấy một phần đất nhỏ trồng qua anh túc, trong thời gian ngắn, ta bảo đảm Bạch gia sẽ có lợi nhuận. Đối tác, quan hệ, không sao hết, ta có. Ta chỉ cần Bạch gia phụ trách trồng trọt. Về phần lợi nhuận, nhà phụ đại nhân, người không cần nói thêm nữa. Bạch gia nhà con đời đời đều trồng cây thuốc, làm ăn chính là cứu người. Còn nha phiến, mọi người đều biết là loại thuốc độc hại người. Có bao nhiêu người gia đình vì nó mà tan dở ly tán. Người muốn con trồng loại độc hại người này mà bỏ đi tam thất cứu người. Ta không bảo con không trồng tam thất nữa. Ta chỉ muốn con lấy một phần nhỏ đất Bạch gia. Quân tử yêu tài, lấy đạo trong đó. Bạch gia con quyết không những loại độc hại người đó. Kiếm loại tiền bất nghĩa này, con cũng mạo muội khuyên nhạc phụ một câu. Hiện nay quan phủ đã bắt đầu cấm thuốc phiện, người vẫn nên cẩn thận thì tốt. Thật ngốc, tiền để tới cửa còn không cần. Ta là vì không có đất, nếu mà có thì đâu tới bọn họ. Lão gia, vừa nãy dì gia nói quan phủ đang tiến hành cấm thuốc phiện. Cái này ngài không sợ? Quan phủ đã cấm thuốc phiện mấy năm rồi. Nha phiến không phải là buôn bán ngày càng nhiều sao? Sợ gì chứ? Chỉ cần thông qua điểm mấu chốt này, hắn cấm của hắn, ta trồng của ta. Mình đã làm lão phu nhân không vui, mình làm sao có thể làm trái ý lão phu nhân? Nếu muốn hai con phượng chăm sóc lão phu nhân, đành cố gắng thuận theo ý của lão phu nhân. Vậy ra không hay rồi. Con số 3 không biết xảy ra chuyện gì. Toàn bộ tam thất bên trong đột nhiên đổi màu. Mắt nhìn thấy lô hàng này phải cho vào xưởng gia công. Lâm quản sự gấp nên không kịp nữa. Vậy ra vậy bác đi xem đi. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi về trước đi, ta lập tức tới. Dân. Vậy ra liệu có xảy ra việc gì không à? Không sao. Đây không phải do côn trùng hại. Có lẽ sẽ dễ xử lý. Tôi hiểu nhị gia. Thực ra người làm như vậy là vì muốn tìm lý do làm lão phu nhân thả mở năm ra. Nhưng không sợ nhất dạng, chỉ sợ dạng nhất. Lô hàng tam thất này quan hệ tới đơn hàng sang năm của chúng ta đó. Giá trị không nhỏ đâu. Dù vậy ta cũng sẽ không thay đổi chủ ý. Tam thất dù có quý thì cũng chỉ là vật chết. Còn Thái Vy, Thái Vy, tôi hiểu rồi. Chỉ có mợ năm mới là vật quý giá nhất trong tim dị gia. Mẹ, 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 có việc gì mà con gấp gáp như vậy? Tam thất ở xưởng thuốc có chuyện rồi. Thái Vy đối với tam thất dược liệu có hiểu biết. Cô ấy từng xử lý qua vấn đề này. Những là xin mẹ trọng lượng thả cô ấy ra đi. Nếu con số tam thất này lãng phí mất. Tổn thất lần này không nhỏ đâu mẹ. Đây là cớ để con cứu Thái Vy sao? Mẹ, con làm sao dám lấy việc buôn bán của xưởng thuốc ra làm trò đùa? Xưởng thuốc việc này mà náo loạn hết cả lên rồi. Thế mẹ không tin có thể ra ngoài hỏi đi. Được rồi, dị gia đã nói vậy, ta còn lời gì để nói nữa? Tất cả gì xưởng thuốc là quan trọng. Con đến mật thất đưa Thái Vy đi đi. Cảm ơn mẹ. Dì gia, đợi tôi với. Không sao chứ? Không sao chứ, đừng sợ. Dì gia chỉ là quá kích động thôi. Thái Vy, Thái Vy, trắng, trắng đầu, trắng, trắng đầu. Thái Vy sao rồi? Thế bị trắng cắn rồi. Thái Vy, Thái Vy, Thái Vy, Thái Vy, Thái Vy, Thái Vy, muội sao rồi? Dì gia, muội ấy sao rồi? Bị trắng cắn rồi. Bị trắng cắn hả? Thái Vy, thiếp là muốn đến thăm muội ấy. Thiếp lo lắng cho muội ấy. Thái Vy, muội sao rồi? Dì gia ngài không thể, ngài sẽ trúng độc đó. Yên tâm thì ta không sao. Không được, con thả tay, nếu để muộn sẽ không kịp. nhiên nó đi gọi người. Được được, gọi người. Người đâu? Thái Vy. Sao lại như vậy? Mợ Năm, Mợ Năm. Vậy ra mời ra đây nói chuyện. Được, chăm sóc cô ấy cẩn thận. Sao rồi? Dì gia, cũng may dì gia hút độc kịp thời, Ngũ phu nhân mới giữ được mạng. Bây giờ tôi kêu một đơn thuốc cho Ngũ phu nhân. Được, nhưng có bình an vô sự hay không còn phải đợi 12 canh giờ sau xem có tỉnh lại hay không. Đức quý, đi theo Mã đại phu lấy thuốc. Dì gia, ngài có khả năng trúng độc, ngài bây giờ nên cố gắng nghỉ ngơi cho tốt. Không sao, bảo trọng. Dì gia, người bận rộn cả một đêm rồi, trời cũng sắp sáng rồi. Chàng nghe lời Mã đại phu nghỉ ngơi sớm đi. Bây giờ ta còn có việc quan trọng phải xử lý. Hơn nữa, chưa nhìn thấy Thái Vy tỉnh lại, ta cũng không thể yên tâm nghỉ ngơi. Trong ngoài mật thất tìm kiếm kỹ càng cho ta, không được bỏ sót bất kỳ ngõ ngách nào. Phát hiện tình huống bất thường gì lập tức bẩm báo rõ. Vậy ra ngài lại đang muốn làm gì? Làm gì? Mật thất mỗi ngày đều có người đến quét dọn, làm sao có thể có rắn độc? Ý của nhị gia, trừ phi có người cố ý thả rắn hãm hại Thái Mùi. Mật thất là nơi ẩm ướt, nếu cái chuột rắn bò vào cũng không có gì là lạ. Nhị gia, ngài không phải là đang nghi ngờ bọn thiếp chứ? Em à, nhị gia khi nào nó là nghi ngờ chúng ta chứ? Làm sao em phải căng thẳng chứ? Tỷ đừng coi muội là kẻ ngốc đi. Nhị gia không nghi ngờ chúng ta, nhưng tỷ nghi ngờ chúng ta. Nhị gia, thì có thể không nghe người khác nói bậy. Ta cũng hy vọng lần này chỉ là tai nạn. Dì gia, bên này có phát hiện là mùi tanh của rắn. Xem ra rắn bò từ đây vào. Bệ cửa cách mặt đất cao như vậy. Rắn làm sao bò lên đường? Đích thị có người cố ý thả rắn vào. Không ngờ rằng Bạch gia ta có người tâm địa độc ác như vậy. Một khi tra ra quyết không nhẹ tay. Dì gia, dì gia, ở đây. Đây là khăn tay của ai? Đây hình như là của thanh niên. Tôi nhìn thấy cô ấy mang bên mình, trên đó có thuê một đóa sen. Thanh niên, thì ra là cô thả trắng hạt Thái Vy. Thanh niên, phu nhân gọi cô. Không phải tôi, không phải tôi. Nhị nha, phu nhân. Không, không phải con. Thật sự không phải con. Thằng này con làm mất rất lâu rồi. Nhất định có người hãm hại con, nhất định thế. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Là ngươi, chính là ngươi. Sáng sớm hôm qua ta nhìn thấy cô ta lén lén lúc lúc đi vào từ cửa sau. Có phải cô bắt rắn vào không? Tôi không có, thật sự không phải tôi. Vậy ra, không thể vì một cái khăn tay liền định tội cho Thanh Liên. Việc này còn không phải điều tra rõ ràng. Hơn nữa Thanh Liên và Thái Vy không thù không quá, khó bảo đảm là không có người sai khiến chứ. Triều Lâm, lời muội là có ý gì? Ta biết rồi. Ngươi vừa nãy căng thẳng như vậy là cô, nhất định là cô. Là cô nhặt được khăn tay của Thanh Liên, sau đó giác họa cho Thanh Liên. Là cô thả trắng hại Thái Vy, là cô sai khiến Thanh Liên. Cô luôn đấu kỵ dị gia sủng ái Thái Vy. Đồ tiện nhân này ăn nói lung tung. Dị gia, dừng tay, thả ra. Trước mặt ta cũng dám làm loạn như vậy, các người có còn để ta trong mắt nữa không? Dị gia. Mẹ, ta thấy dì gia để Thanh Liên cho ta xử trí. Các ngươi ở đây gây náo loạn, còn trái thể thống gì nữa. Thanh Liên giao cho ta xử lý. Ta nhất định sẽ điều tra ra ai gây ra chuyện này. Việc này giao cho mẹ xử lý, còn gì tốt bằng. Lão phu nhân, Thanh Liên là nha hoàn xuất giá theo con. Nếu cần điều tra cũng nên cho con điều tra. Hơn nữa con còn là phu nhân Bạch gia, việc này cũng nên cho con xử lý. Sẽ làm phiền lão phu nhân được. Người nói không sai, nhưng đúng là tại phu nhân Bạch gia, sự việc lớn nhỏ trong nhà theo lý đều do con xử lý. Nhưng bây giờ con cũng đang bị nghi ngờ có liên quan, để tránh điều tiếng, ta nghĩ con vẫn nên không tham dự là tốt nhất. Đưa Thanh Liên cho ta đi. Rõ, đưa Thanh Liên đi. Dân, dì gia cứu con, phu nhân cứu con. Đi thôi, dì gia, phu nhân, dì gia, phu nhân. Nếu Thanh Liên không làm gì, tuyệt đối sẽ không oan uổng nó đâu. Dì gia, vẫn chưa tỉnh sao? Uống thuốc chưa? Uống rồi à? Được rồi, ngươi lui ra đi. Ở đây có ta chăm sóc được rồi. Dì gia, đại phu nói người hôm nay cần phải nghỉ ngơi cẩn thận. Hơn nữa sức khỏe của ngài không tốt lắm. Tốt nhất nên giờ nghỉ ngơi đi. Ngươi lui ra đi. Nếu hôm nay nàng gả cho ta, ta có thể như vậy nhìn nàng. Đối với ta mà nói, đã là hạnh phúc không thể tưởng tượng được. Sao sợ nàng một đời, quên không được đại ca chứ. Cả đời không đặt ta vào tim nàng, ta cũng chỉ có cảm ơn, tuyệt đối không một chút oán giận. Thái Vy, khó chịu sao? Còn nhớ không, đây chính là nàng dạy ta, chỉ cần ta như vậy ôm nàng, bệnh của mùi sẽ khỏi. Khi mùi ốm, Trương Mama như vậy ôm mùi, sau đó mùi liền khỏi ốm. Bây giờ mùi cũng ôm Quân như vậy, không lâu nữa Quân cũng sẽ khỏi ốm. Nhưng ta vẫn rất đau. Ca sinh à, mùi hát cho Quân nghe, Quân liền không thấy đau nữa đâu. Được. Ngoài trường đình, cạnh con đường cũ, đồng cỏ trải rộng tới chân trời. Âm thanh gió chiều thổi sáo liễu, ánh chiều tà dưới núi, chân trời gốc bể. Chỉ biết nửa tầng sương rơi, một bình rượu vui thú uống. Thái Vy, Thái Vy, nàng tỉnh rồi, quá tốt rồi. Đại phu nói, chỉ cần muội trong 12 giờ tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại thì không sao rồi. Trinh luôn bên cạnh muội sao? Vẫn còn nhớ, lúc còn nhỏ khi ta ốm, nàng cũng như vậy bên cạnh ta. Thật là không ngờ, ôm muội như vậy cũng có thể chữa bệnh. Xem ra sau này khi ta ốm cũng không cần tìm đại phu nữa, dùng cách này là được rồi. Ta rất thích. Buông ta ra đi, ngươi sắp ôm chết muội rồi. Muội không sao là tốt rồi. Sao vậy? Muội khó chịu sao? Nào, muội nằm xuống đã. Cẩn thận. Muội nằm đây, ta đi tìm đại phu. Dì Giang, ngày sao rồi? Đừng nói cho bọn Nam biết. Dì Giang, nào. Dì Giang, dì Giang. Cái gì? Dì Giang xảy ra chuyện rồi à? Dân, dì Giang giúp Ngũ phu nhân hút độc, kết quả không cẩn thận cũng trúng độc luôn. Đại phu muốn dì Giang nghỉ ngơi ở trong phòng, dì Giang sống chết không chịu, cố gắng chịu đựng, muốn chăm sóc cho Ngũ phu nhân nên mới bị ngất đi. Vậy dì Giang có sao không? Bẩm lão phu nhân, người yên tâm, vừa nãy đại phu có xem qua, đó là không có vấn đề gì lớn. Lại vì người đàn bà này. Có khai hay không? Không có. Nói đi, có phải phu nhân sai người thả rắn? Không có. Tôi không có thả rắn. Thật là trung thành. Được rồi, để ta thử xem, là miệng lưỡi người cứng hay là cái kim này của ta cứng. Lão phu nhân, sao rồi? Đã khai chưa? Không khai. Cô ta cứng mềm đều không khai, chết cũng không chịu nhận. Nhất định phải làm cô ta khai ra. Đừng trách ta nhẫn tâm. Nó không nói thật, đối với mọi người sẽ không có kết quả tốt. Dân. Lão phu nhân Mã Gia xin gặp. Phu nhân Mã Gia, mẹ của Phất Phương à? Đem cô ta thu dọn một chút. Dân. Phu nhân thông gia. Chào lão phu nhân. Phu nhân mời ngồi. Cảm tạ. Không biết phu nhân vừa sáng sớm đến là có việc gì? Không giấu gì lão phu nhân, việc của Thanh Liên ta đã biết. Hơn nữa, Thanh Liên bây giờ đã là người nhà của Bạch Gia. Ta vốn dĩ không nên hỏi nữa. Nhưng Thanh Liên là đứa bé mà ta nhìn thấy nó lớn lên. Nó là người thế nào, ta là người rõ nhất. Ta thật sự không ngờ rằng nó có thể làm ra việc như vậy. Ta hy vọng lão phu nhân nể mặt ta, cho ta được gặp nó. Lão phu nhân nếu không yên tâm, có thể cử người ở bên cạnh giám sát. Mời phu nhân, xin đi theo lão nô. Vậy ta xin đi trước. Mã phu nhân mời người. Mang ghế ra cho Mã phu nhân ngồi. Tại sao phải như vậy? Bẩm phu nhân, đây là lão phu nhân dặn dò. Thanh Liên này khi thẩm vấn nói ra nhiều lời độc ác, sẽ làm bẩn tai của phu nhân. Thanh Liên, ta hỏi ngươi, việc đó là do ngươi làm sao? Phu nhân à, sao người lại hỏi Thanh Liên như vậy chứ? Cô ta tuyệt đối không chịu nhận. Nhưng người yên tâm, lão phu nhân nhà chúng tôi rất công bằng. Người tuyệt đối không để người tốt chịu bất kỳ oan uổng nào, cũng không tha cho bất kỳ kẻ tiểu nhân xảo quyệt nào. Thanh Liên, ngươi nghe cho rõ rồi chứ? Chỉ cần không phải do ngươi làm, Bạch Gia tuyệt đối không oan uổng ngươi. Ngươi là người đi ra từ Mã Gia ta. Nếu như ngươi phạm lỗi, không chỉ phu nhân, ngay cả Mã Gia cũng không còn mặt mũi nào. Đặc biệt là cha mẹ ngươi cũng không dám ngẩng mặt lên. Cô phải nhớ cho rõ. Được rồi, điều gì nên nói cũng đã nói. Ta tin Bạch Gia, cũng tin lão phu nhân. Những việc đánh người ép cung này tuyệt đối không xảy ra ở Bạch Gia. Phu nhân, xem người nói chính là thế.